Chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô giáo cách kiểm tra ngữ văn 10, bài số 5, tiểu bài thuyết minh theo phương pháp dự án. Các thầy cô đều biết rằng phương pháp dự án là một phương pháp rất hay. Ở đó học sinh có thể tận dụng được rất nhiều những kiến thức, kỹ năng không chỉ ở trong chương trình học mà còn ở bên ngoài. Đây chính là một phương pháp giúp học sinh trưởng thành và tiếp thu được nhiều kiến thức hơn cả. Nó rất phù hợp với kiểu văn thuyết minh. Ở đó, để tiến hành hoạt động này, các thầy cô sẽ đi theo các bước như sau. Ví dụ ở đây, tôi thấy rằng bài văn số 5 là bài viết mà đã gần Tết hoặc là có thể viết sau Tết. Do vậy thì tôi sẽ chọn chủ đề ngày Tết để tiến hành. Như vậy, bước số 1 tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ đưa ra các yêu cầu là học sinh hãy lựa chọn một trong các hoạt động ở dưới. Học sinh sẽ tiến hành làm các hoạt động đó và đặc biệt là khi tiến hành làm xong thì sẽ viết bài văn thuyết minh về hoạt động để công bố trước lớp. Các hoạt động rất đa dạng. Tôi gợi ý cho học sinh có thể tiến hành thứ nhất, nấu các món ăn ngày Tết. Thứ hai, tham gia các hoạt động từ thiện. Thứ ba, làm phóng sự về ngày Tết. Thứ tư, hướng dẫn các bạn tham quan các địa điểm trong dịp Tết. Số 5, có thể vẽ tranh, hát múa về ngày Tết. Nhưng ngoài các hoạt động này thì học sinh có thể lựa chọn một hoạt động khác do các em thích về ngày Tết. Tiếp theo bước thứ 2, học sinh sẽ phân nhóm để thực hiện các hoạt động cụ thể như vừa đã nói. Và ở đây chúng ta sẽ thường phân thành 4 nhóm dựa trên cơ sở 4 tổ. Trong đó thì tổ trưởng sẽ là nhóm trưởng phân việc cho các bạn. Còn các tổ viên sẽ tiến hành làm lần lượt tất cả các công việc. Giáo viên cũng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tư vấn cho các em. Giáo viên có thể kiểm tra qua bạn tổ trưởng hoặc là nắm danh sách các thành viên để kiểm tra tiến độ làm việc. Tiếp theo bước thứ 3. Bước thứ 3 chính là một bước quan trọng. Bởi vì sau một thời gian mà các em đã thực hiện hoạt động tầm 3 cho đến 4 tuần, thì giáo viên sẽ tổ chức một buổi ở lớp để học sinh thuyết minh về sản phẩm và hoạt động mà các em làm được. Bình thường thì trong buổi này chúng ta sẽ cho học sinh làm một bài kiểm tra ở lớp trong vòng 2 tiết. Thế nhưng theo phương pháp dự án thì buổi kiểm tra này sẽ trở thành một buổi mà các em được thuyết trình, thuyết minh về những sản phẩm và hoạt động các em đã làm. Trong buổi thuyết minh, các nhóm khác thì lắng nghe, sau đó thì được quyền đặt câu hỏi và đồng thời có thể thưởng thức cả những sản phẩm các em làm ra. Ví dụ như có những bạn thì làm món ăn, cũng có những nhóm thì là hát múa, thì những cái đấy tất nhiên là các nhóm khác sẽ được thưởng thức rồi. Và đồng thời chúng ta cũng khuyến khích học sinh là nên đưa ra những đánh giá xem là sản phẩm hoạt động ấy đã được chưa. Cuối cùng phần quan trọng là chấm điểm. Bình thường ở những bài khác thì giáo viên sẽ không đưa ra những tiêu chí chấm và đại đa số là giáo viên chấm ở nhà, đến buổi trả bài thì mới công bố điểm. Thế nhưng mà trong buổi dự án này thì giáo viên có thể nêu ra những tiêu chí chấm ngay, nêu ra số điểm ngay trong cái buổi mà học sinh thuyết minh. Nhưng để đảm bảo sự công bằng thì giáo viên phải nêu tiêu chí đánh giá mà được cả lớp thừa nhận. Do cái này thì nên thống nhất từ đầu năm. Đấy, nó sẽ do giáo viên thống nhất với cả các ban cán sự lớp như lớp trưởng, lớp phó và một tiêu chí chấm. Và ở đây thì giáo viên sẽ đi đánh giá sâu hơn vào nội dung và hình thức của bài chấm nữa thì mình đảm bảo được tiêu chí. Từ đấy thì ta sẽ cho tất cả học sinh bình bầu đánh giá xem bài hay nhất dựa trên các tiêu chí về nội dung và nghệ thuật đã được xây dựng. Cuối cùng, khi mà đã thống kê đánh giá được các nhóm mà có những sản phẩm hay nhất rồi thì giáo viên sẽ công bố nhóm điểm cao nhất, nhóm có sản phẩm hay nhất hoặc nhóm có ý tưởng hay nhất. Trao phần quà, và quà đây có thể là điểm hoặc là một cái phần quà nhất định của lớp. Cuối cùng thì cả lớp sẽ liên hoan cuối giờ bằng việc thưởng thức các sản phẩm đấy hoặc là bằng các tiết mục văn nghệ. Như vậy thì buổi học sẽ rất là nhẹ nhàng mà trong đó học sinh lại học được nhiều điều. Tuy nhiên thì học sinh sẽ có một quá trình trưởng thành nhất định trong quá trình mà các em tự làm ra những cái sản phẩm hoạt động đấy. Tôi nghĩ là các thầy cô nên để cho học sinh có cơ hội được làm điều đấy, dù các em có thể là chưa làm được, các em có thể là làm còn thiếu sót, thế nhưng các em sẽ trưởng thành trong quá trình tự mình làm và tìm hiểu. Như
vậy, ý tưởng của tôi đã kết thúc ở đây. Tôi mong là các thầy cô giáo sẽ càng phát huy ý tưởng này, ứng dụng ý tưởng này vào trong thực tiễn bài dạy của mình. Xin cảm ơn các thầy cô.